Xin chào mọi người ạ. Hôm nay em gặp lại mọi người vào một video cũng quay là hình ảnh các bạn hươu bên trại của em. Thì thông qua hình ảnh các bạn hươu này thì em cũng muốn chia sẻ với mọi người một câu hỏi liên quan đến tuổi đời của các bạn hươu cũng như là các cặp sừng khác nhau ở các bạn hươu mọi người nhé. Thì em nhận được rất nhiều câu hỏi của các bác mua nhung ấy, lăn tăn về vấn đề là tuổi đời của con hươu cho nhung ấy và chất lượng của các cặp nhung hươu ấy. Thì hôm nay em xin chia sẻ một chút thì hy vọng là mọi người có thể hiểu hơn để sau này khi mua nhung hươu thì có thể là yên tâm hơn, không phải lăn tăn gì về những vấn đề đấy nữa. Thông qua hình ảnh cái bạn hươu đang lên chóc này ấy, thì em cũng muốn cho mọi người nhìn thấy rõ hơn để mọi người biết đấy chính là các bạn hươu mà đang bé, mới hơn 1 tuổi mọi người ạ. Và thường thì cặp nhung đầu đời của các bạn hươu như này thì bên em gọi là chóc mọi người nhé. Tức là đây là các bạn đang mọc chóc. Những bạn hươu được bắt đầu sau 1 tuổi là sẽ sẽ hình thành lên một đế sừng hoàn thiện thì phải mất khoảng hàng tháng mọi người ạ. Tức là phải trên dưới 2 tháng thì cái đế sừng ấy, chân đế sừng mới hoàn thiện. Và từ cái chân đế sừng đấy mới mọc lên một cặp nhung đầu tiên đấy thì gọi là chóc. Thì cặp nhung đầu tiên này nó chỉ là một nhánh duy nhất thôi mọi người nhé. Đấy, mọi người quan sát một chút là mọi người sẽ thấy, tức là nó chỉ có một nhánh duy nhất, nó không phân nhánh thứ hai như các cặp nhung mùa thứ hai đổ đi nha mọi người. Thì chính xác những bạn này ấy thì đúng chính xác 1 năm sau thì các bạn đấy bước sang tuổi thứ 3 và lúc đấy các bạn đấy phải cho một cặp nhung hoàn thiện như mọi người nhìn thấy trên video em cũng quay trước đây đấy. Cái hình ảnh mà các bạn hươu đang lên nhung ấy, đấy là những cái cặp nhung yên ngựa đấy. Nhiều bác gọi điện hỏi em là bác chỉ mua những cặp nhung ở những con hươu trưởng thành trên 3 năm tuổi. Thì chính xác là đây các bác ạ. Tức là nếu như mà những cái cặp nhung mà của các bạn hươu sao dưới 3 năm tuổi thì nó chỉ là những cặp nhung như bác nhìn thấy trong hình đây thôi ạ. Tức là những cặp chóc như này thì nó chỉ lên một nhánh thẳng thế kia và nó trọng lượng của nó cũng rất bé mọi người nhé. Trọng lượng của nó thì nó chỉ trên dưới 2 lạng thôi mọi người ạ. To nhất thì cũng chỉ tầm khoảng 2 lạng thôi ạ. Tức nó rất bé. Đấy, cho nên các bác yên tâm đi, nếu như mà giả sử những cặp nhung mà cặp nhung dưới 3 năm tuổi thì thường nó như thế này, nó không to và nó không thể phải yên ngựa như bình thường được các bác. Còn bàn về chất lượng của các cặp nhung hươu đầu đời này thì em cũng xin chia sẻ là chưa có một cái cơ sở khoa học nào chứng minh là nó tốt hay là không tốt hơn các cặp nhung hươu bắt đầu từ mùa thứ hai đổ đi mọi người ạ. Cho nên là em cũng không thể khẳng định được với mọi người là cái nào nó tốt hơn. Và tùy vào cái sở thích và cũng như tùy vào cái quan điểm của mỗi người khác nhau mà cái quan điểm là cái cặp nhung đầu đời thì nó tốt hơn hoặc cặp nhung thứ hai, thứ ba thì nó tốt hơn. Đấy, thì cái này thì tùy thuộc vào mọi người thôi ạ. Cho cái này em không dám khẳng định được là cái nào nó tốt hơn. Thì riêng ở trại em ấy thì có một số người là toàn săn những cái cặp nhung đầu đời này thì người ta bảo là cặp nhung đầu đời này là cặp nhung là tốt nhất. Thì em cũng chỉ biết thế thôi. Cho nên là cũng không khẳng định được cái gì đâu mọi người nhé. Vâng, hôm nay qua cái hình ảnh của bạn hươu đang lên chóc ở trại em thì em cũng muốn chia sẻ để mọi người có thể hiểu hơn về các cặp nhung hươu khác nhau ở các bạn hươu bé và hươu trưởng thành như thế nào mọi người ạ. Hy vọng là mọi người có thể hiểu và không phải lăn tăn nhiều về các cặp nhung hươu ở các bạn bé này, bởi vì thực ra là ở các bạn bé này thì cặp nhung của các bạn đấy chỉ như thế này thôi, không phân nhánh và cũng không yên ngựa được như các bạn hươu từ bắt đầu 3 năm tuổi đổ lên mọi người nhé. Đây là hình ảnh thực tế của bạn hươu sao hơn 1 năm tuổi mọi người ạ. Chính xác tuổi của bạn đấy là 15 tháng tuổi mọi người nhé. Thì mọi người qua video này thì mong mọi người hiểu rõ là cặp nhung của những bạn dưới 3 năm tuổi nó sẽ như nào. Và cũng bạn này chỉ tầm khoảng 1 năm sau thì các bạn đấy lại cho những cặp nhung có phân nhánh. Và nếu như mà cắt đúng ngày thì là những cặp nhung yên ngựa như mọi người đã nhìn thấy trong các video em quay mọi người nhé. Đến đây em xin tạm dừng các chia sẻ tại đây và hẹn gặp lại mọi người vào một video sau ạ. Em xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi video của em nhé.
Thank you.